Dạ bà con thì sau khi mình ghé thăm bà cụ, mình mới giúp đỡ bà cụ xong thì bây giờ mình đi theo chị Ngọc với lại cái chú này tới giúp đỡ cái hoàn cảnh cuối cùng. Thì hoàn cảnh cuối cùng thì là một ông cụ. Lần trước thì trong video mình trao phần quà ở nhà thờ thì ông cụ có xin mình cái mùng. Nhưng mà đợt trước thì mình rất là lu bu, mình không có mua được cho ông, mình không có giúp được cho ông, thì lần này mình sẽ tới giúp cho ông nhiều hơn. Ủa, đây cầu nguy hiểm quá anh ơi. Này xuống cầu này cẩn thận nha. Xin chào bà con, thì tiếp theo mình đi theo chị với chú này để đến những cái trường hợp, đến trường hợp cuối cùng cho chị trao cái sự giúp đỡ của chị Lan Nguyễn. Bây giờ xin mời bà con theo dõi nha, và đi theo mình vô trong nhà đó. Rồi con chào bà. Bà cụ đi kêu ông cụ. Cô kêu ông cụ. Dạ. Chào bà. Dạ. Để đi kêu ông cụ. Rồi ông cụ ở đâu bà? Đi kêu ông cụ về đi. Xin chào bà con, thì hiện giờ mình đang đến nhà của ông bà cụ. Thì cái clip trước, cái clip mà mình phát quà cho cô chị Ngọc với lại anh chị Hai Thạnh á, thì khi mà mình ra mình trò chuyện với ông cụ á, thì ông cụ xin cái mùng. Thì thực chất là khi mình nghe thì mình rất là xúc động, rất là thương ông. Cái mùng của ông thì ông nói với mình là rách hết trơn, ông dán băng keo. Thì thực chất là từ cái lúc đó thì mình đang phát quà theo cái số lượng lớn, rất là nhiều. Cho nên mình không có nào tẻ ra để trò chuyện với ông nhiều hơn hoặc là giúp đỡ cho ông nhiều hơn. Thì hôm nay mình quay lại. Thì trong quá trình mình đi phát quà thì thực chất là mình để ý rất là nhiều. Thì thực chất là mình không có bỏ ai hết. Chỉ mình ai mà đáng giúp thì mình sẽ trao ông sẽ gì thì cho người đó. Thì bây giờ anh vô. Bà vô ngồi cho bà. Con chào ông. Chào ông nhớ không? Nhớ chắc. Này là nhờ chạy xe đạp nhiều nè, sức khỏe, có sức khỏe mới nhớ đó. Chứ không thôi là ông không nhớ được đâu. Chúng ta cùng mừng để chiếc ha. Dạ, ông có cái mùng mới chưa? Có đâu. Chưa có cái mùng mới. Đâu, ông phê con ơi. Đâu, đâu có mua. Chưa mua mùng cũ. Còn mùng cũ nha. Nó ngồi rồi, con ngồi. Ngồi chắc. Còn ông mà máy đâu vô chứ. Đây ông không thấy. Đây. Ông đi qua sẽ cho bên. Ba ơi. Rồi chứ mà rồi đó. Đây. Dạ ngồi sao mà thấy đẹp đẹp á? Ngồi sao hai ông bà cho nhìn cho đẹp đôi á. Tình cảm mà đẹp đôi á. Ủa không. Quay qua đây chứ không quay về bàn thờ. Xin chào anh chị, đây là hộ gia đình thứ tư, cũng là hộ cuối cùng của mình đi hôm nay. Ông bên đây là ông cụ bà cụ này đã già rồi mà sống với nhau là mấy chục năm rồi đó. Thì ở có hai chồng già thôi, hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn. Thì như cái clip trước á, mình phát quà thì ông cụ ông hỏi xin cái mùng. Thì hôm nay là không có cho cái mùng mà mình tới nhà mình thăm ông cụ bà cụ luôn. Thì em cũng dẫn anh chị lại giới thiệu cho anh chị. Dạ, ông cụ bà cụ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị. Ông hôm nay được bao nhiêu tuổi rồi? 88. 88 còn bà? 84. Ồ. Hàng 8 hết rồi đó. Nhìn hai ông bà, bà nhìn nhớ mà đẹp lão. Còn tiền là cứ già hôm nay. Cái gia đình mà gặp từng khó khăn của con mình đứa nào có con mà con nó nghèo con nghèo nó lo nó nghèo không, cho ông cụ ở gần nó ở xa.
đứa vợ còn đó, đứa vợ trung như bốn đứa con. Mày có hay gì thăm ông bà không? Có lâu lâu không về. Về thăm mà cũng có thăm mà cho thì chút đỉnh vậy hà. Đỉnh là lo con đó. Lo con mà mình nghèo con sao giàu được. Đến ta mới kia dễ mình. Bây giờ được bao nhiêu người con trai? Hai con trai, ba đứa gái. Như không, con trai không ở chung với ông bà hả? Ở chung mà đi làm nó, con đi lo đi làm cho con nha. Con nó đi làm được rồi nó mà. Mà ở cái đó. À vậy. Rồi hàng ngày ông bà có làm gì để kiếm tiền không? Có gì đâu. Tám mấy rồi. Bây giờ già. Tám mấy tuổi rồi. Giờ giờ có buồn bán bậy ra rồi. Mua miếng chuông với rau rất toàn. Ông bán rồi người ta lại đây người ta mua hay là ông đem lên chợ? Lại buồn mua rác ra lại rác mua chợ. Luôn ha. Hồi mấy năm trước nữa thì cái chú với cô ha, tôi nghèo cũng dám cơm ai tôi không có ăn trên nhà con chị hai tôi cũng mày chứ. Bây giờ ba năm nay bằng đi bằng bắt kim gì vậy? Lần lớn nữa hả? Đi bằng kim gì vậy? Chứ đi không nổi. Dạ. Kim. Cầm bỏ về kia bỏ chuồng bên kia. Dạ. Ba năm nay không có chuồng bấm nữa. Dạ. Ông có ruộng đất gì không? Cũng có, hồi đó mấy ông Việt Minh này lên rồi mới cho một tâm lưới. Dạ. Tầm 2633 đó. Dạ. Rồi bây giờ người ta sẽ trồng bút chứ. Rồi người ta trồng trang vợ mình để ăn nguyên thuốc cho làm gì. Chuột cũng ăn cái chân. Dạ. Cho ông đánh. Dạ. Ông có làm lưới không? Hả? Ông có làm lưới không? Thấy được đâu mà. Ờ, ông giờ quý bà giờ tám mấy tuổi rồi làm gì nữa vậy? Có đi lột gió tràm giờ vẫn còn lột cây cành cây gì mà lột em đi lột vậy ngày được nhiêu một cây 1.000 tôi lột ngày được 30 cây rồi được 30.000 nó đi là 6 giờ sáng đi 5 giờ chiều mới về được 50.000 40.000 30.000 người ta có bao cơm cho bà không? Không cơm tôi ăn trời tôi ơi mua nước tương dạ. Rau tôi ăn. Nhưng mà ông bà thấy ông bà rất khỏe. Nhìn đẹp nữa, đẹp lão. Ông với bà nhìn rất là đẹp. Cái sầu ớt nữa. Đi té lên, té xuống một quá tôi té ngay chân này. Mùng 2 tháng 5 đó. Là tưởng nó chết rồi đó. Té. Dạ. Rồi già sau nha, vừa tới số là sao trời mưa ngay chân của mình hai tôi chịu bảo. Té tôi chết mất tiêu rồi ông này ở dưới dông ù chợ sập dài mấy trước ông vô nó chợ nó coi sao làm gì đó mưa đập ở trên mà có nghe đó cái ông chợ gà ông không té một người gì đó mà chết mất tiêu rồi đâu có tỉnh rồi nó chừng tỉnh vợ cái ông vô ông kéo ông nói sao làm không có ngồi gì ngập cái nước ở đây làm tới người ta cái kéo ngồi gì vô ông hết ra bỏ đó lại đây ông kéo ngồi thờ Phật thờ thầy nữa trước cuộc đời của cha tôi ông cũng thờ Phật thờ thầy rồi cha tôi mất rồi đó thì để lại tôi nhưng mà ông có ở bên đạo chú không có lúc trước tôi có rồi tôi với bà tôi già là đi chú mà đi tại vì bà già tôi đi tắt đạo luôn rồi mưa gió tôi đi chơi bây giờ nghe cha ông cha ông chơi nhiều lần đó học chơi gì anh chơi sở gì đó chơi gì học khen tôi đó không nói nghĩa là bà con thấy ông già đó đi, ông, bà già ông, ngủ đi. Ông mưa ông đi còn mấy người là ở gần đây mà trời mưa rồi ngủ người dạ. Tới ông không có mồm người ông ngủ đại vậy đó hả hồi đó nhà đâu có mình gì đâu người nhà này là của mình cắt hay là nhà nước cho không có à cũng chưa vậy cắt mà nào lâu chưa lâu rồi năm nay mình lấy năm hầu năm mà cây cầu Cần Thơ sập đấy không có tiền không có tiền bà này cái nhà này bán 36 triệu cũng được cắt cái chơi nó trội bán mình nhà lấy tiền cắt nhà nha cái chuyện làm tốt. Dạ. Nó chỉ rồi vợ nhà này mười mấy năm rồi giờ mưa gió nó có bị dột cái gì không ông? Chưa. Mưa thì bây giờ còn phút trên đó nó tạt. Còn cái đó hả? Dạ. Lột trước đó. Giờ cái miếng thiết dựng ở đó nữa nó hết tạt cái gì? Đây miếng nữa hả? Giờ chúng mình vô nhà coi cái anh sao nó sập rồi. Cái khi sao coi dựng. Dạ mình đi ra sao coi rồi. Vô sao đó. Đi tí đi. Tôi không có vàng bạc gì chứ, anh phải đi, coi anh. Không có. Người nói vô đào ra của vàng sao? Con bà kia. Thì mình vô thăm nhà của ông bà cụ. Thế bà cho con coi cái mụn của bà coi. Mụn gắt tới nhà. Mụn ba cái luôn. Mụn ba cái luôn. Ông khang gì? Con cháu nó cho.
Cái ông sao này mưa nó có bị giỡn không bà? Trời, cái này không làm công tác chứ bà lớn tuổi rồi bà thầy ghi. Bà không làm công tác mà sao bà ghi, bà thấy lượng đâu ghi. Bà ở nhà bà sao nhiều giường với chổng quá bà, 5-6 cái luôn, 1-2-3-4 5-6 cái. Đây nè, còn cái đồng thì thường là nhà đó, còn cái chổng đó là cháu ngoại nó cho đinh đinh rồi dạ, cái đó là được nào bà hết tuổi rồi mới cái xử đó à, đúng rồi á, hết tuổi cái lấy cái xử từ từ qua ngày mua nè, hồi đó là tới bây giờ đó là 40 năm rồi đó, bằng cái còng chị còng không chắc. Rồi ban đêm ai ngủ với bà mà mùng giăng nhiều dữ vậy, nhiều có thấy quá trời luôn. Một cái một giường cây ăn mùng, hai giường dân mùng, ba cái giường dân mùng. Ngày lâu lâu về hả? Là lâu lâu về. Về mà sao được nó về, chủ nhật về rồi mừng để đại luôn hả? Để đại luôn mừng này ổng ngủ cũng ngủ đó, ngủ này là bà ngủ bên đây hả? Mình tôi ngủ rồi. Có hai người mà cũng cách ly nữa, không có ngủ nó chung ngủ nữa, ngủ hôm nay nữa là có ngủ ha, ngủ hôm nay nữa là 30 năm rồi đó, ngủ chung giờ mới ngủ yên. Cái chồng ta cháu ngoại cho à, tương lai rồi, còn cái giường này là con gái cho là ngủ rồi đó, ngủ với đó. Sao cái chổng cái chổng lần trước mới không nằm bà? Cái liên quan cái đó mới có nằm cháu cho. Cho. Con gái cho, trai cho, cháu cho. Có sắp là bà có sắp cái gì là bà cũng được. Cũng được. Cũng có cháu à, cháu nội hai tôi. Nó mà chở tài chở tống đó. Dạ. Thôi mình lên trước bà. Thôi mình nghe trước đi. Ngày ăn uống thì hai chồng tự nấu. Trời ơi, con dâu tôi mua bếp ga nếu tôi nấu mà tôi nấu. Rồi nấu củi hả? Nấu củi. Rồi, nấu bếp ga đi bà ơi, mắt bà mờ rồi. Bà nấu củi thì thôi đâu, sợ thôi. Ủa cái chú này là ai? Cháu của bà này. Cháu ha. Cháu kia bằng cô, cháu nội của dì hai tư. Cháu dì ruột. Cháu luôn. Cháu. Còn cái này là con gái của tôi nè, gái cháu ngoại nè, cái này lâu lắm rồi. Chắc này ông xin cái mùng làm văn trước này đây hả? Văn trước, trước đúng rồi, liên quan mới trước cho nó mát. Liên quan này mới vậy chứ 3 năm rồi. Ủa vậy hả? Ủa cháu của bà này là của con cho nè. Nó bóng giận luôn rồi. Mẹ không cho cái liên quan này. Dạ, ngủ không chạy chiếu biết là nó bóng luôn rồi nè. Trời ơi, mua cái chiếu trên trăm mấy triệu không luôn. Mấy bữa lật tôi mua cây nghĩ chặt. Tôi nói vậy lãnh lương tôi già tới giờ tôi nhín ra tôi ăn tiêu. Ngày lãnh được nhiêu bà? 270 à. 270 nữa về chồng là được 540. Được 540. Dạ. Dạ. Tôi nói để tôi ăn cái tiêu với cả thì tôi nhín mua cái chiếu lận. Tết bên trái có là con tới ra hầu với hầu với hà chị. Dạ. Dạ. Ôi hàng ngày rồi bà đi chợ thường ngày luôn hả? Không, không có đi chợ. Ủa đi xong hả? Có xe mấy đạp kìa? Xe đạp hả? Xe đi lãnh quà. Có xe đó đi làm chung đi chợ rồi. Dạ. Ông đi lên tới trên chợ chỗ nhà thờ này ha, hả làm đi tới chợ Ca Tắc chả? Con đi tới con đi cậu đậu ra. Đi xuống ha, đi chợ dưới ha. Bây giờ, những đường xa chợ cũng được, chợ kia cũng. Nhưng mà con thấy đường đi xuống này cầu nhiều hơn mình đi lên. Rồi con đi xuống có cái cầu dông rồi tôi qua cầu rồi mẫu tới rồi tới chợ rồi. Tới cầu lên. Ờ, tới chợ rồi. Còn đây là cái cầu chùa rồi là cầu kia rồi là cầu kia đó mới tới chợ. Sao? Tôi đến đổi mà tôi đau, nhức quá chịu nổi, khóc xuống bác sĩ ba cũng lên. Nói tại bà còn trẻ, không ai kêu mà cũng đi ở nhà ta hỏi, tham mà. Không có chỉ là thầu nói nữa, chưa có kể ai cho cả, lấy cũng có tham. Tóc bình thường quá trời quá đất cười. Tham mà bỏ giai lộn bỏ lên là tham. Tôi rồi con vợ của thằng Kha, con Nguyễn nó nói nha, bà Tham ơi, ta nói bà Tham mà, chứ đâu nói bà Tham mà, tự ta đi sao? Chứ không phải nói chị Tham sao? Nhật này ông lên nhà thờ, ông lãnh quà nữa nha. Có hả đi, có lãnh chứ. Con nghĩ là ông nên gắn cái bội hay là gắn cái yên sao đi. Con cho phiếu ông lãnh nữa ha. Ờ,
không đó rồi, rồi cháu rồi chú thôi đi. Dạ. Cái này đã. Ý là cái xe của ông gắn cái bội hoặc là cái yên sao để ông chở? Còn giống như gắn được. Không được. Xe ba cái gì sao? Con cái xe là ba lời. Ba lời người á hả? Ba lời cổ dữ gì? Dạ, đang chở đâu có chồng. Rồi chung ba. Ông Mười Lương hồi đó ông chết rồi ông để cho ba cái xe ra cho ông. Ông vài năm nữa ông đem vô ông siêu tập đồ cổ luôn. Tôi ở vậy nè, mấy người lâm gà dịp vô hỏi bà có đồ cổ một tám không 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 không. Có chờ tôi có miệng không không. Mình chứ già chứ không có đồ cổ. Bà Năm có sổ nghèo không bà Năm? Lấy về lại rồi. Có mà lấy rồi rút lại cái lại xem. Rút lại lâu chưa bà? Rút lại 20 năm. Nói à con tôi giàu. Tôi mới nói trời ơi ông hấp ơi con nó giàu thì nó hưởng chứ cha mẹ nó cho phần nào thôi chứ không để nó cho hết cho. Tôi không nên tham khi nhà nước cũng cho được nhiều cho còn cho thôi là chứ không thích nữa. Nói chung là theo cái cơ đầu của cha tôi cho bà Phật thì nó hơi cắt mắt. Nay em đến thăm ông bà thì để mà trao giúp đỡ của chị Lan Nguyễn ở nước ngoài. Bây giờ mình trao cho ông bà một triệu rưỡi để mà cùng ông bà cá còn thấy ông bà khỏe thì cũng mừng nếu là thấy ăn uống ngày thì mình trao cho ông nha cho ông một triệu rưỡi của chị Lan Nguyễn ở nước ngoài. Là có tiền mua chiếc chiếu rồi. Dạ, mua chiếc chiếu với lại ông mua cái mùng. Cái mùng. Dạ, mua chiếu mua mùng nha bà. Mua chiếc chiếu với lại mua cái mùng mà. Bà hỏi cần mót mót mà ăn nước tương, ăn muối tiêu nữa. Bây giờ ăn ngon ngon chút bà, ăn cá, ăn thịt đồ chứ. Còn mười mấy năm nữa là tới 100 tuổi thôi. Ăn hết mắt sức chứ à. Thôi đau bác sĩ hiểu thôi là bây giờ bà có cái canh bà ăn tương rồi bà ăn đi. Chứ giờ bà ăn mặn là bà ăn gì hả bà? Bà ăn tương mà bà ăn muối tiêu không nó đâu có sức có ấy gì đâu nó đâu có. Bởi tại mình niệm Phật mình ăn. Nó dẫn nó kiệt sức một cái là mệt lắm bà ơi. Dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Nó tôi đưa xe trả gì lên trả 20 ngàn. 20 ngàn hả? Vì còn 80 ngàn thôi. Không gắn cái yên sao á. Thôi để sao để sao đó. Nhưng mà bây giờ nhà ta đang chủ động. Thì ông cứ mượn đi chủ nhật này là có đó. Bữa nay thứ hai nè, ông biết tới chủ nhật là có nữa. Dạ. Ông thôi trời. Nhưng mà ăn đi. Hai chục ngày xe chốt chở dữ có gì. Sao ông không mượn? Con nó gì cái xe thôi cho dễ. Dạ. Cái này rồi, cái mệt ở đây. Ở đây là tôi nhà tôi mà. Cái này kỹ hè rồi ông ơi. Đất này đất thì mua nè. Ông đi mua chở mà bà nội nó nè. Không có lắm quà. Cái chừng nữa còn gửi cái phiếu cho. Thì củi tôi cũng không hợp. Như là tính ngày xưa ông bà còn trẻ rất là giỏi. Giờ ra tôi càng làm bằng bây giờ là ông nó còn bán chặt. Giờ này tôi ăn cơm vô hiếu nước thì buồn. Thì hai giờ thì ăn. Nói là gì rồi tôi cứ nha. Mà nói là Tết cái này đây. Phải chẳng Tết chẳng ngày hai thì già biến. Mình cứ thứ 11 cắt núi. Mà hơi ăn Tết. Con bỏ đi đồ. Ai nói gì đó, ai nói bà Năm bà nghèo. Bà dùng áo đèn thì chạy. Tôi bị nghèo thì nghèo. Nghèo lắm vô. Dùng áo không có bạn xấu gì là ngầu giá gì. Giá gì. Trời con nó ra đi. Giờ bác sĩ nghe không để nghe. Con nó ra đi. Nó ra hai đứa nó ra. Cấm từ già. Ổng có với bảo hiểm, hồi máy chơi chưa có ổng. Bây giờ bà có bảo hiểm chưa? Có. Bảo hiểm bây giờ là ổng chết thì nào chết thôi. Rồi con nó ra. Bà chụp cũng lên có bảo hiểm già. Mơ lẫn bảo hiểm thôi mà nào mà. Chứ mới đây nè. Chưa có đi khám. Dạ thôi bây giờ đến ông bà thì giúp đỡ ông bà. Hy vọng là cái số tiền của chị Lan Nguyễn thì giúp ông bà mua đồ ăn. Để mua gạo, gạo, mua đồ ăn kia đó. Thêm một thời gian nữa. Bây giờ thay mặt ông bà cảm ơn chị Lan Nguyễn rất là nhiều để trao cái sự giúp đỡ rất là cần thiết đến ông bà. Thì chúc chị nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì bây giờ thì mình xin phép về. Hy vọng là cái số tiền này giúp đỡ ông bà nhiều. Bây giờ mình xin chào tạm biệt.
và hẹn gặp lại bà con trong những cái clip sau. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Thay mặt họ đạo Long Hưng, đúng là ai xã hội ha, tất cả các anh chị và cũng thay mặt tất cả các hộ gia đình mình đã đi thăm ở đây. Xin cảm ơn tất cả các anh chị, các mạnh thường quân đã ủng hộ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Xin chúc cho các anh chị dồi dào sức khỏe, tràn đầy ơn Chúa. Xin hết. Dạ, cảm ơn chị. Để nghe mà mua cái mùng với lại cái chiếu nha. Cái chiếu đi. Cái này mình giáo không có nghỉ hè rồi em kêu nó chở đi lắm rồi. Mà nó khỏe mà năm ơi. Dạ, con về mà. Dạ, nhớ cho tôi cho. Dạ, con ở đây nè. Con ở trên chợ Cái Tắc nè. Dạ. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ, quý vị. Quá cảm ơn con nha. Dạ. Không biết sống giờ nào, năm nay 84 rồi. Dạ, chú à giúp sống lâu lâu chứ. Dạ. Lên thăm cháu, sao cháu thăm. Dạ. Rồi, cảm ơn em bà. Cảm ơn nha, cảm ơn cháu. Dạ. Con về luôn bà.